thịt và nữ này. Ngon lắm. Ướp nó vừa không ngọt lắm, không mặn. Nướng rồi nói chung là nó phải săn cái thịt lại. Nướng mình rửa cái nướng cao cao như thế này, nó không có bị dính than, nó không có dính than mà nó thịt nó là chín ở từ bên trong nữa, mà nó không có cháy cái thịt. Nướng như thế này là vừa ăn, như thế này là vừa ăn. Nó không có cháy mà nó cũng nướng quá lửa thì nó lại lửa to quá thì nó lại sống thịt bên trong. Mình nướng như thế này là vừa thịt nó vừa mềm vừa ngon. Thank you.